cho cái quán chị đây mà đẹp thế ha. Cái con nhau à. Ngon ơi. Quá ngon ơi, giống như là kiểu là Tây Nguyên á. Ồ chà. Đeo à, là đeo mấy cái tấm vải dệt á. Ngon ơi, chắc là của dân tộc miền núi. Cái nành của anh lưỡi đó. Đi ngang tự nhiên phải cái anh nằm lạ mắt. Con nhau đó bà con. Đó là trong nữa chắc là những cái món ăn mang đậm chất miền miền cao. Thì cũng có vài món tương tính, còn lại thì cũng là món ăn của các đầu bếp người ta sẽ cho ra nhiều món để phục vụ cho người ăn nhau đó. Yeah, chắc chắn là như vậy. Đó, chiều chiều bên bờ sông có những cái băng nhau. Let ride. Let ride xong rồi là đi bộ cho đi xe nguy hiểm lắm. Xe là nguy hiểm. Mà không nguy hiểm thì là sẽ bị thổi nồng độ. Dạ em Vui xin chào bà con. Em lại lang thang trên đường Huế đây. Leo theo nhiều chuyện. Ở đây có cái món chi giới thiệu về bà con biết này. Đây là đường Phan Chu Trinh. Chiều về. Hôm nay Huế bật mưa bật lạnh đấy. Nhiệt độ bây giờ còn 24 độ C đi trên đường ngoài trời. Nước trà đây mà cái ngọt thiệt nên là món vặt. Món vặt dành cho học sinh. Em rất là thích luôn. View bên sông An Cừu đó. Đó, đi như vậy cho vai vừa nặng lên là đi ngang đây là hàng khoảng mấy tầm mọc lên bốn bảng. Kinh doanh làm ăn đúng thứ, đông vui lắm. Nhìn tháng hè, dạ. Còn như những ngày đi thì mưa, gió thất thường đi buông lắm. Đi thì thấy có khoảng thì rực rỡ, có khoảng thì cũng có khách ngồi ú buồn. Sau giờ lao động làm việc thì thanh niên đã mấy chú mấy bác thì thường thường chọn cái băng nhau để làm bàn tắm giao. Mỗi chiều đó bây giờ đa số người ta biết nhau quá mọi người, 10 người phải 5 người 6 người 7 người biết nhau đó, nên còn nhau một thời mọc lên như nấm. Như năm nay là bị, hai năm nay là bị thổi nồng độ cho nên là mình giảm đi thôi. Không là mọc thêm nhiều nữa. Người người nhậu mà. Tụ tập gặp nhau cuối tuần nhau. Họp lớp nhau. Họp lớp mà lớp xưa lớp nấy nữa. Rồi họp câu lạc bộ thể dục thể thao nhau. Câu lạc bộ quân vợt hay câu lạc bộ cầu lông bóng đá chỉ đường gặp nhau là nhau thôi, cho nên còn nhau mọc lên rất là nhiều và cũng từ đó ra nhiều cái hệ lụy trong cái cuộc nhậu rồi bia rượu có đám người á, chắc cũng có cái kháng cự lại. Và bữa nay là có cái quyết tâm thổi nồng độ để giảm bớt. Ăn nhậu thì đã thì khỏi lên xe lại lại xe ra đường đó. Các cái chuyện có lý do cả mọi người.
chắc thời gian tại đây thì chắc nghèo nhạt đồ cũng ít hơn. Bây giờ nghe ở Việt Nam có về tiêu lượng hay là lượng bia mà bán ra thì hình như là có số đó, nhậu rất là nhiều. Và miền Trung miền Nam thì uống bia, còn khu vực phía Bắc thì như lần đa số người ta uống rượu. Rượu với bia. Đây em vừa đi qua khỏi ngã tư Hùng Vương về cầu An Cừu. Đây là đường Hải Triều đấy mọi người. Em đi em quên giới thiệu mọi người cũng bình thường được. Thì khi là chúng ta đang đi trên đường Phan Chu Trinh rồi qua ngã tư đèn xanh đỏ thì đèn xanh đèn đỏ thì về đây là Hải Triều, cũng là đi tiếp một bên dòng sông An Cừu đó. Chiều nay Huế nhiệt độ ngoài trời thì còn khoảng 24 độ C, nói chung 24 độ nhưng một lạnh đó. Mẹ làm cái đó dạ. Cho mẹ về khúc à, rồi lên xa con chờ mẹ về khúc. Mẹ về mô. Dạ. Rồi lên xe con thấy mẹ ngồi nó mẹ dụm dài từ mô mẹ làm chi. Đôi chân à, đi mô về mà đôi chân nữa à. Bán vé số à. Rồi bán vé số gặp con luôn. Con đi bán vé số đấy. Này mẹ, mẹ thấy con đeo cái túi này. Dạ, chà. Con đi xe, mẹ đi bộ á. Cú chào răng. Gái cuộc sống à. Ú chào bằng đâu à. Bằng đâu mà kêu ú chào nữa. Rồi thì nghỉ vài ngày chẳng hết đâu rồi đi. Dạ. À được hả? Khi đâu là nghỉ cả tháng được hả? Anh chào được. Mẹ bị gái cuộc sống à? Bằng đâu có chịu nổi. Rồi thì ở nhà cho chồng con nuôi. Ở nhà chồng con nuôi. Ông chết lâu rồi. Rồi ở với mấy người con. Mấy người con mực cực lắm à? Được. Mẹ năm nay mấy rồi? 80 đâu đó hả? Ôi trời, trời ơi, mô Phật. Quá khỏe luôn. Được là khỏe đó đó. 80 con đi bán vé số đều phải là đấu xứng đấu cột mà nghỉ được thôi đó. Ôi chào ơi, tội nha. Tờ nhất hả? Giống như mục trong chân nữa hả? Mẹ nói đó. Tờ mẹ giờ con chờ đi mà. Vô tới mỗi lần. Tờ lờ đây vô tới nhà cho luôn. Gần xa được không? Băng đây ra đó không? Rồi tới băng đó vô đây đó. Ở đây là phường chi đây mẹ? An Đông hả? Ô cha 80 tuổi rồi này. Phải ngồi thấp thòm thấy xe đi ngang thấp thòm lên để xin xe. Mới dầm xin hỏi thế mà nói cho mẹ về khúc. Tại đấu xương đấu cột mà thấy khổ chứ nè. Cũng có tiền sinh sống thì phải đi làm thôi. Mẹ đi hẳn đi phải không? Rồi con theo mẹ cái đá. Chứ chờ mẹ mà con về ngoài nữa là. Thôi đến chờ vô nhà. Nói rồi đó. Đi bóng hẳn đi à? Rồi tới rồi. Trời ơi đấy cái đường Kiệt Hải Triều rồng ghế ấy. Nhà đấy ở nhiều gì sợ chứ này. Đấy giống khu quy hoạch đấy. Đây gì xá luôn hả? Đất mày tìm ông bằng. Cái đất cái đường đi cáo lắm mê này. Đất là vàng đó. Mô nhà to không? Đi vô đây à? Cửa đi đấy hả? Có thể đứng đấy. Lờ mô đấy cái kia cả nó cái kia nắm thầu nhà hả? Mẹ tới đứng đấy có hỏi chút đã. Thế rồi là vô trong đây là cái kia cả ở nhà đường vô nhà nhưng mà trước nhà bà con nó xung quanh à bố bà chủ bạc đâu hết chứ ai là có hết mẹ đứng đấy này con
tăng cho mẹ một qua này. Tôi cho 80 mà đi. Đừng có đây, đừng có đây. Đó. Đi bạn mà. Đi bạn ngay được mấy chục tơ không biết, nhưng mà nghe rên về sẽ chứ đấu xương đấu đâu về xe cho 80 tuổi hai người có mà khổ lắm hả? Mẹ tên chi? Mẹ gái hả? À, chà đâu khổ quá, xin xe về thôi, tặng mẹ gái 200 nghìn của chị Hoa ở Cali đây, con gửi tặng mẹ, chúc mẹ gái mạnh khỏe, sức khỏe mẹ hết. Rồi có niềm vui để khỏe đỡ đau ấy. Dạ. Ôi cho 80. Dạ thôi mẹ đi vô đi, đi vô đi. Dạ, tại đâu chị không nổi luôn hả? Mừng đi bạn đó này. À chà. Ở trong ly kiệt kiệt 5-6 nhà chi đó. Đấu xương mà phải đi bán. Hai có hai người con nhưng mà khổ cực lắm. Rồi là gặp em xin xe về. Thì qua đó ba con nghe đó, em mà gặp người khổ thì cũng phải hỏi thăm. Dạ. Yeah. Mẹ cũng có duyên. Em có duyên gặp mẹ đó. Thì con nhìn bọn qua em gửi tặng cho mẹ có niềm vui. Năm nay 80 tuổi. Mẹ tên là mẹ gái. Mẹ kiệt này có ra được không? Thì em lòng vòng cả cái ngọt kiệt đây để ba con biết thêm cùng em này. Đường Hải Tiêu rẻ vô đây tẻ hóa ra mọi người thấy. Ngọt kiệt mà nhà cửa là kháng trang rộng rãi rất là nhiều lắm. Mẹ nói về đuổi xá nữa là tức thì là đấy khu vực này rộng lắm. Chắc là thống về vậy khu đô thị dưới An Vân Dương rồi ra hoặc là ra đường 1 ra quốc lộ 1A khu vực phía sau bến xe phía Nam á mọi người, đường bây giờ thống nhau hết á. Ở đây cũng thuộc phường An Đông. Đó, vất vả khó khăn 80 tuổi đau xương mà mỗi lần đau nghỉ là phải vài tháng mà khỏe là dậy đi bán vé số. Thì thôi biết làm ra được. Cuộc sống mà có người đi có người khác, đâu ai hoàn mỹ đâu. Mong cho bà con được ấm no vui khỏe là vui lắm rồi. À giờ em ra đến đây là cùng ra là về cái đường Hải Tiêu chúng ta vừa đi. Và đây cái kiệt 106 nên là có một cái công trình cái sau lưng á, một công trình lắng của mẹ của một vị vua thì phải. Thì chà em cũng người Huế mà cũng mù mơ trong người Việt về lịch sử đó. Thôi bà con thông cảm. Dạ buổi khác em cập nhật. Thì phía sau lưng ở đây họ nghe hay kêu là vàng vàng đó, lắng vàng vàng. Và ra lại với tỉnh đường Hải Triều bên dòng sông An Cửu. Đó về vậy ngay khu vực cầu An cầu tám tay luôn. Dạ. Yeah. Con đò người ta đi làm cả gì chạy làm cho gần sống con sông. Đúng rồi, qua cầu tám tay đi qua bên kia thì sẽ qua An Cửu City luôn, Hoàng Quốc Việt. Còn đây đi thẳng đây thì em vừa qua và giới thiệu ba con đó. Còn một cái cầu nữa đang vừa được gần hoàn thiện là cầu từ đường Âu Lạc đi vô từ khu vực bến xe phía Nam đi về á, rẽ vô đường Âu Lạc có cái cầu người ta đang làm sẽ thông qua các khu đô thị An Vân Dương, khu đô thị chi mà An Đông đó, của phường An Đông, và có khu trung tâm thương mại siêu thị Ion Mall của Nhật Bản ở Huế. Chắc là công trình kia xong thì công trình cầu cũng hoàn thiện để đưa vào phục vụ cho bà con đi lại đó, để phục vụ cho khu trung tâm thương mại. Có một đoạn nữa thôi là tới đó đó, gọi là cuối đường Hải Tiêu luôn. Cuối đường thì sẽ về đến cầu vượt và đến đường tỉnh lộ lần, nhưng mà ngang đây là có cái cầu đó. Cuối đường Hải Tiêu là về thêm một cái cầu nữa là cầu Lời Nóng.
trời bắt đầu còn nắng lên thì hàng quán bên sông bắt đầu lai rai vài bàn rồi đó. Có nhau. Đó, ở kia là cái cầu làm cũng rất là lâu, vì cái cầu này là đúng là đời công trình luôn đó, công trình thương mại bên đấy, dự án người ta mở ra bắt đầu cái cầu mà nối tiếp đó. Hàng chi mà cũng lâu ngày cũng có thời gian đó, chừng lại không thể tăng làm là đời công trình tiếp giao đó. Cái cầu hiện tại cái chưa hoàn thiện đâu nhưng mà đi được rồi. Rồi đi là đi chiếc xe máy người ta cho thông qua về vậy mọi người. Còn xung quanh là hệ thống này, nước đập đê nước đưa chạy ra chạy vào những cái tuyến đường nước cũ, nhưng bây giờ người ta xây cầu cổng đồ vững chắc. Đó, nơi cái khu này là quy hoạch đô thị chi mà nhiều cái tên của em cập nhật kịp lắm. Ở đây là đường lô, đường Âu Lạc, đường sổ, khu đây cái quy hoạch này đô thị án Vân Dương đấy chứ đó nha. Xuống chỗ về dưới kia là cái cầu này hướng qua cái cuối đường Hải Triều. Chứ bây giờ đi theo đường Hải Triều thì không thể có đi được không, em vòng lại để đi trong kết thúc cái đường Hải Triều để bà con thăm cái gì về nhận biết của em. Đó, khu vực là sống thì người ta sẽ cho thông qua. Bà con thấy người ta làm những ngôi nhà bên cạnh, khi mà cầu đường xong là có những ngôi nhà đẹp sướng chứ. Cập nhật rất là nhanh. Cầu đường xong là nhà đẹp, có đó rồi là vừa kinh doanh buôn bán hay là ở, nhìn rất là đẹp luôn. Ở khu vực đó chưa xong nha, xong là đi thẳng qua đây được này. Đó, cầu là như vậy, em có đi một hai lần bà con thấy. Và tiếp theo là cái đường Hải Triều. Đó, đi tiếp về dưới kia để kết thúc đường Hải Triều bà con biết thêm. Lúc này thì cũng khá là chiều, 5:30 chiều mà nó tối, sắp tối đó mọi người. Tiết trời xe lạnh, may là ngày nay cũng đã nắng nhẹ trở lại. Đó, đoạn cuối của đường Hải Triều thì nó nhỏ, đường bê tông. Hai một câu xong rồi chắc cũng làm thêm khu vực gì đi cho đường rộng chắc. Ô, tụi thúi, vì cái cối con nhiều này. Thì hai bên mà cây cối nhiều tới đường nó sẽ tối. À, đường gì này thì bê tông cũng khá là rộng. Có đoàn, không có đoàn thì cũng còn cây cỏ cho nên làm cái đường nó nhỏ lại. Ít người ở nữa, nhớ cuối đường. Dạ, yeah. Vùng này như thố quế. Trong là những cái vườn, những cái luống rau. Ở đó còn về đây là khu đô thị. Đó, nó còn một khoảng đó là người ở người dân ở theo kiểu là quê cũ đó. Vì đây là lại có quy hoạch đô thị. Đô thị nên như cũng là thị an. Ê, chạy quá rồi, chạy quá rồi. Tại bảo làm nhà ở đang làm. Nhà cửa bà con đang làm. Nhà nghỉ sông quê chả. Ở bên con sông có cái nhà nghỉ rất là lớn, còn 5 tầng. Yeah. Tên là sông quê. Đó, nếu như đi ra đây rẽ phải thì sẽ về cầu vượt Thủy Dương. Con đường đi, đường đi thẳng lên cầu Lim đó. Một đường là hướng về Thuận An đó mọi người.
chả ra riêng là có cái mái còn hoa rực rỡ luôn. Ở đây khu này là tuyệt giao về cái đường miếng cỏ ấy, vì cái đường tỉnh lộ chí mà người ta gọi là đường trục đường cầu Lim và diễn trường đó về các cụ các mình đó. Họ đi ra đây cũng có đường tiệp giáo luôn, phải đi qua cả khu vực nhé, đi qua nói chung con ở đây Nam, khu Đông Nam Thủy An đó, khu đô thị Đông Nam Thủy An đó. Dạ họ nhiều ngôi nhà cao hơn mà, trời ơi nhà chị đây cao hứa khách sạn à. Ôi da, hotel mà. Ôi, khách sạn này. La Villa à, La Villa Huế, hotel. Khách sạn lớn đấy chứ. Và đây là ngã tư đèn xanh đèn đỏ tại khu đô thị Đông Nam Thủy An. Có cái tên đường luôn, Đông Nam Thủy An, đường số 4. Đường em đang đi là đường số 22. Rất nhiều bên cạnh nhau là hai ngôi khách sạn Thiên Ân. Bên cạnh chúng ta đây là La Via khách sạn đó. Đó bà con đi về từ Bến Xe phía Nam hoặc là dưới Thủy Dương lên là đi vào cầu vượt Thủy Dương là đã có những khách sạn là ở đây đón tiếp rồi đấy. Đó cũng như bên kia là khách sạn nữa thì phải, hay là khu chung cư. Mười hai giây đi và như 50 là 60 giây chứ chờ đèn đỏ. Đường lớn mà. Đó em ra về đường lớn đó đấy. Trục đường đi thẳng lên gặp nhau về quốc lộ 49A tại Tô Linh. Và đi ngược lại sẽ về diễn trường. Dạ. Yeah. Khu này đông đây chứ. Nó chả dê nữ. Cherry dê quay. Đó, hàng ăn còn nguồn đây nhiều đó, nhiều lắm mọi người. Đó, đi từ quốc lộ 1A từ hướng Phú Bài đi lên. Sẽ có con đường đi lên đây, để bà con rẽ vô đây. Có thể đi lên ăn cửu City này, đi về Thuận An này. Đây là đường đi ra Quảng Trị luôn, sẽ chạy thẳng với các quốc. Còn không thì đi thẳng là lên trung tâm thành phố. Còn cuộc lên đây qua cầu thì sẽ lên A Lưới. Dạ. Yeah. Nói để cho bà con dễ hiểu. Ở đây là cầu vượt Thủy Dương. Sẽ đi băng qua phía trên đường phía dưới là đường quốc lộ 1A đó, đường về Thủy Dương đó. Mình mong đường. Đây cầu vượt Thủy Dương. Ở bên dưới là đường quốc lộ 1. Đường lên trung tâm thành phố. Đường xã bây giờ rộng rãi lắm. Một cầu vượt lên hướng Tây Nam của thành phố thì to nhìn quanh là sương núi. Dạ vậy những hình ảnh Huế chiều nay thăm bà con, hy vọng mọi người cũng biết thêm những tuyến đường, những góc phố cùng yên vui nha. Dạ, và em sẽ còn tiếp tục gửi đến mọi người những hình ảnh về Huế trong những tập tiếp theo. Còn bây giờ em xin kết thúc video. Khi xem mọi người thấy hay ý nghĩa thì đừng quên những tặng yên vui, một người một like cũng như một đăng ký kênh. Dạ, yên vui xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Quá trời những cái cục đen cao ập. Dên núi quất kề, quất kề chào quảng nhậu đông dễ sợ. Tương tứng nữ hương mẹ hút cạnh.